mùi gì khen thế em đâu bên của tôi ơi Sao em cho chúng tôi sự ngon chỉ là đời Trứng sao lại màu đen vậy nè Trứng sao lại màu đen vậy nè Cá sao còn cá đuôi vậy hả Cá sao còn cá đuôi vậy hả Cháu sao lại gọi là cơm Cháu sao lại gọi là cơm Uyên Thi xin thân ái kính chào tái ngộ đến tất cả quý khán giả đang đón xem chương trình bếp nhà ta nấu ngày hôm nay kính thưa quý vị một món ăn rất là đặc biệt của ngày hôm nay mà uyên thi muốn giới thiệu đến quý vị đó là cách chân yến thưa quý vị nghe nói tới yến thì quý vị biết là nhiều người trong suốt cả cuộc đời chưa bao giờ biết ăn một miếng yến nữa, chẳng hạn như uyên thi à, nhưng mà uyên thi nghe nói là yến rất là bổ cũng như rất, rất, rất là mắc tiền thì uh, mỗi lần đi về việt nam thì uyên thi uh, hay mua những cái hũ mà người ta chân sẵn bởi vì uyên thi không có nuôi mẹ mà chị của uyên thi nuôi mẹ thành ra nghe nói là chân khó lắm thành ra uyên thi không có mua cái yến nguyên thủy mà uyên thi mua những cái hũ như vậy cho mẹ ăn thì thường thường người già đó ăn yến để cho bổ dưỡng sức khỏe người ta bị suy nhược tinh thần hoặc là cơ thể thì ăn yến vào nó sẽ bồi bổ thêm sức khỏe của mẹ của người những người lớn tuổi hoặc là bị hen suyễn thưa quý vị và chim yến um, nó sống ở những cái vùng biển sâu như là núi mà càng cao thì chim yến càng nhiều và nó nhả, nó lấy nước miếng của nó để nó làm cái ra cái nó nhả nước miếng ra để người ta lấy cái cái yến này và yến này người ta kêu là yến xào thưa quý vị thì cái đó là mình kêu yến là tắt còn thật ra nó kêu là yến xào một hộp yến như vậy đó thì thường thường rất là đắt mà mỗi một cái tai yến như vậy thì chúng ta mỗi lần chúng ta nấu chân một chén như vậy là khoảng hai tay yến. thì ngày hôm nay uyên thi muốn chia sẻ để cho quý vị biết cách chân yến. là uyên thi cũng không ngờ rằng là cái cách chân yến lại quá dễ như vậy. bởi vì uyên thi được được anh trúc đại của đài uh, truyền hình cho uyên thi biết là chân yến rất là dễ và anh chỉ cho uyên thi thì uyên thi mới nghĩ là thật sự ra hồi xưa thì uyên thi là người nấu ăn. mà uyên thi cứ nghĩ là làm chân yến rất là khó. mà bây giờ uyên thi thấy dễ như vậy thì uyên thi bắt buộc phải làm một cái show chân yến để cho quý vị có thể biết rằng là chân yến rất dễ mình có thể mua cái yến nguyên chất như vậy nguyên thủy như vậy mình về mình chiên chân cho cha mẹ mình ăn á thì nó không có tốn bao nhiêu công mà nó lại bổ dưỡng hơn gấp bao nhiêu lần khi mình mua những cái hộp những cái chai mà nó người ta đã nấu sẵn bởi vì nhiều khi giả mình cũng không biết nhưng mà những hộp yến như vậy mình biết yến nào là giả và yến nào là thiệt thưa quý vị và yến nào giả yến nào thiệt uyên thi sẽ chia sẻ để cho quý vị biết đây là cái hộp yến mình mua mình mua thì mình về mình sẽ đương nhiên hộp yến là nó họ đã siêu lại rất là kỹ bởi vì rất là đắt cho nên một hộp như vậy là cũng nhưng thi đoán không lầm là phải trên 100 đô la thì nó có một cái stem ngay đây thưa quý vị để quý vị biết rằng là cái hộp yến này nó nguyên thủy người ta chưa không có thể nào mà đổi cái cái yến giả vô và yến này nó có hiệu là long phụng yến thưa quý vị đây và quý vị thấy nó giống như là những cái thỏi vàng vậy để rất là nghiêm chỉnh bởi vì đồ mắc tiền. Và khi mà mình mua về mình lấy ra thì nó có một cái bịch như vậy. Cái hộp yến này đó thì nó có khoảng 6 miếng thưa quý vị. Có những cái loại 4 miếng, có loại 12 miếng tùy theo cái giá tiền mà mình mua lớn hoặc nhỏ. Và Yến Thi sẽ lấy ra cho quý vị nhìn thấy. Đây là 6 cái tai yến trong một cái hộp yến như vậy. Và 6 cái tai yến này nó khô thưa quý vị bây giờ làm sao mà mình nấu cũng như là nhiều người nói là làm sao tôi biết được là yến giả hoặc yến thiệt khi quý vị nhìn như vậy quý vị sẽ không có biết là giả hay thiệt nhưng mà quý vị sẽ ngâm nó vô nước mỗi một lần chúng ta nấu đó nếu mà quý vị muốn nấu nhiều cũng được nếu cha muốn quý vị có tiền quý vị muốn cho cha mẹ mình ăn nhiều để mà bồi bổ sức khỏe cho cha mẹ mình mình làm luôn một lúc một hộp nhưng mà nếu mà quý vị nào mà vừa phải thôi một tháng mình chỉ có thể chi cho cha mẹ mình hai ba trăm đô để mà ăn yến để khỏe cho sức khỏe thì mỗi lần chúng ta nấu hai tai yến cái công thức bữa nay là hai tai yến thưa quý vị. Hai tai yến như vậy, quý vị thấy yến khô như vậy quý vị rửa đi cho nó sạch, sau đó quý vị bỏ vào trong một cái tô, quý vị cho nước lọc ngay thưa quý vị cho nước lọc của mình đó vô quý vị ngâm chừng 5 cho tới 6 tiếng. Khi mà quý vị ngâm cho tới 5 cho tới 6 tiếng rồi thì cái cái này nó nó nở ra và quý vị thấy nó giống như những cái sợi bún tàu vậy đó. Nó rất là ngon. Nếu mà quý vị mua nhầm yến giả đó, quý vị ngâm như vậy, tự nhiên nó sẽ bị nát ra hết nó không còn nguyên sợi như là cái yến thiệt như vậy yến thiệt quý vị ngâm nước ra nó chỉ mềm và nó nở ra để chúng ta xé ra thôi chứ nó không có bị tan rã ra cho nên cẩn thận là khi quý vị mua yến giả đó quý vị ngâm là nó giống như yến giả là người ta làm bằng thạch bằng bằng rau câu đó thưa quý vị cho nên khi quý vị vô nước là nó sẽ rời rời nó bể nó rã ra như vậy là mình biết đó là yến giả còn đây là yến thiệt cho nên quý vị thấy nè nó ra từng sợi từng sợi vậy đó nè từng cái sợi nhỏ nhỏ như vậy Nè quý vị thấy nó giống như là bún tàu vậy đó Đó là yến thật Và bây giờ khi mà quý vị để vào tô với quý vị chưng đó Thì quý vị sẽ xé nó ra Đừng có để nguyên Tại vì mình xé như vậy thì nó mau tan hơn Khi mà mình chưng thì thời gian chưng nó nhẹ Nó nó, nó mau hơn thưa quý vị à, Khi mà quý vị ngâm thời gian lâu đó Thì cái yến này nó mềm ra đó Thì chúng ta chưng mau hơn Đó Chúng ta sẽ xé nó ra như vậy Đừng có để nguyên cái cục bự thì nó 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 sẽ dễ bị, nó sẽ lâu lắm, nó lâu tan thì chúng ta hâm chân cách thủy nó lâu hơn chúng ta xé ra và cái yến này đó thì quý vị có thể um, uh, nấu canh nấu cháo hoặc là quý vị nấu chè nhưng mà thường thường chân yến này thì người ta chỉ chân với lại đường phèn đó là nguyên thủy để cho các người bệnh hoặc là các cụ già yếu suy nhược uh, tinh thần uh, hoặc là sức yếu không ăn được đó thì mình cho các cụ uống những cái nước yến này hoặc là ăn những nước yến này á thì sẽ rất là tốt cho sức khỏe cũng như là à, làm cho sức khỏe nó không có bị suy nhược đi thưa quý vị và yến rất là một trong những cái món mà kêu là cao lương mỹ vị chỉ là những thời vua chúa mới ăn nhưng mà bây giờ mình đại khái là cũng văn minh rồi làm việc có tiền thì đa số những người mà có tiền bây giờ người ta đều ăn chân yến để ăn chứ không nhận không phải là để cho quan quân hoặc là vua chúa ngày xưa mới ăn bây giờ những người có tiền cũng đã ăn uyên thi có một người bạn da chị rất là đẹp uyên thi hỏi thì chị nói một ngày chị ăn khoảng chừng 50 đô la cho tới 100 đô la tiền yến thưa quý vị tất nhiên một tháng khoảng chừng hai ngàn đô cái đó chắc uyên thi thôi để, để uyên thi chịu xấu chứ làm sao uyên thi có tiền uyên thi ăn nhưng mà nếu mà quý vị nào mà thương cha mẹ mình muốn báo hiếu cha mẹ mình trong lúc tuổi già mà nhất là những lúc cha mẹ mình bị bệnh đó thì vài trăm đô một tháng hoặc là một ngàn đồng một tháng thì quý vị nguyên thì nghĩ nếu mà chúng ta có khả năng thì nên làm bởi vì cha mẹ chỉ có một người thôi nếu mà chúng ta không có săn sóc thì đến hồi cha mẹ mà có đi thì chúng ta hối tiếc thì cũng muộn phải không thưa quý vị rồi sau khi mà quý vị xé yến ra rồi đó thì quý vị sẽ cho vào khi quý vị order yến Đông phụng yến của um, đài uh, S uh, Home Home Shopping đó thì quý vị sẽ người ta sẽ cho quý vị những cái cái gói đường phèn như vậy cho nên quý vị tiện lắm à, một cứ hai tay yến thì quý vị dùng một một gói đường phèn như vậy và chúng ta cho vào quý vị bỏ một bao đường phèn này vô hai tay yến thì quý vị cho khoảng chừng khoảng chừng hai chén nước lưng vô trong cái cái tô yến của mình rồi để mình đem đi chân cách thủy thì quý vị cho nước vào và cần nhất á, cái nước phải là nước lọc nha thưa quý vị tất nhiên nước mình uống đó thì cái yến nó mới ngon chúng ta cho vào Nếu mà quý vị cho nhiều nước thì khi mà mình nấu ra đó nó loãng hơn và khi nó loãng hơn thì đương nhiên là cái 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 chất bổ nó bớt đi và sau đó mình ráp lại bằng plastic wrap mình bỏ nước vào rồi mình bọc cái plastic wrap lại thưa quý vị đó là cái cách mà theo kiểu mình làm là đơn giản nhất để cho mình có thể không phải cần phải mua những cái thố để mà mình chưng. chứ thường thường nó có khi mà mình mua những cái thố để chưng yến đó thì một cái thối như vậy nó có một cái nắp ở trên và mình để vào trong trong sửng mình chưng thì mình đi chân như vậy cách thủy đó thì là khoảng chừng 20, 30 phút thì là được nhưng mà nếu mà quý vị chân lửa nhỏ đó quý vị để riêu 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 riêu, để lâu khoảng chừng một tiếng đồng hồ đó để cho cái yến này nó tan ra đó thì như vậy thì cái chất bổ của cái yến nó ra cái nước càng nhiều thì mình càng càng tốt thưa quý vị cái ở cái này là uyên thi đã chân khoảng 30 phút rồi uyên thi làm một cái uyên thi chân cả 30 phút rồi thì thi sẽ lấy ra cho quý vị coi rất là nóng và bây giờ cái này Thi bỏ vô quý vị thấy rất là dễ yến mà ở việt nam đó tại vì ở đây họ xuất khẩu rồi cho nên cái yến đã được lặt bỏ những cái lông đi cho nên quý vị nhìn cái miếng yến hồi nãy ông thi đưa ra nó rất là trắng nó không có những cái lông chim ở trong đó còn nếu mà mình mua mà loại rẻ tiền hoặc là ở việt nam ngày xưa đó là mình ngồi mình ngâm xong rồi phải ngồi lấy cái nhíp lặt lặt bỏ những cái lông ở trong đó ra thì mình làm ăn nó mới ngon, còn cái này họ đã làm sẵn rồi cho mình, thành ra rất là tiện. Và quý vị sẽ thấy nó như là những cái miếng nó nó lên những cái này như là những cái thạch vậy đó. 30 phút như vậy là cũng được rồi. Nhưng mà nếu mà quý vị muốn cho nó um, nát hơn cũng như nó nhuyễn hơn, nó thành nước nhiều hơn để mình 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 cảm giác là nó ra hết những cái chất bổ đó thì quý vị có thể hấp thêm thời gian nữa. Rồi như vậy là xong rồi thưa quý vị. Quý vị có thể mang lên mình múc ra sang ra khoảng chừng một nửa hoặc là một phần ba mình mang mình mang lên cho cha mẹ mình dùng ăn nóng hoặc là quý vị mỗi lần chưng mới quý vị thấy cực bên này mình không có thì giờ nói không cực nhưng mà nó cũng mất thì giờ thì quý vị mới mang cái này quý vị để nó, nó nguội xuống quý vị cất vào trong tủ lạnh khi nào mà ăn quý vị chỉ mang ra múc ra chén đưa mời bố mẹ mình dùng Ăn bằng lạnh cũng không sao thưa quý vị à, Và cái cái, cái thật sự ra làm Rất là nhanh và rất là lẹ Nếu mà quý vị nào cần đó Thì quý vị có thể gọi cho um, SET Home Shopping uh, Của đài truyền hình SET Để mà order Cái lông phụng yến thưa quý vị Và bảo đảm đây là lông phụng yến Đây là yến thật thưa quý vị uh, Đó là cái cái đơn giản nhất Để mình chưng yến Chưng yến người ta có thể chưng với lại um, Gạch gà mà gà gà ác nha thưa quý vị bồ câu nha chim cút nha đó là mình làm nó đặc biệt hơn hoặc là người ta có thể chưng với những cái loại những cái thịt mà nó nó mắc tiền hoặc là mình có thể chưng làm giống như là chè hoặc là quý vị cũng có thể làm như vậy xong bỏ vào cháo nấu cho ba mẹ mình ăn mình có thể chế đủ thứ kiểu hết đó là cái cách chưng yến và mong rằng quý vị đừng rời màn hình của chương trình bếp nhà ta nấu sau một vài phần thông tin thương mại ưng thì sẽ trở lại à, yến chưng với lại hạt sen. Cảm ơn quý vị đã vẫn giữ màn hình của chương trình Bếp nhà ta nấu kính thưa quý vị và trở lại với món yến à chưng với hạt sen thưa quý vị. Thì cái cách làm cũng giống như một cái cách đơn giản là mình chưng yến với đường phèn thôi. Nhưng mà lúc mà mình bỏ đường phèn vô đó thì hạt sen đó thưa quý vị nếu mà quý vị dùng hạt sen tươi đó thì quý vị bỏ thẳng vô trong cái 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 ổ yến để mình chưng còn nếu mà quý vị dùng hạt sen khô đó thì quý vị phải nấu ở ngoài cái nồi trước cho mình ngâm hạt sen xong mình hầm cho hạt sen nó hơi mềm trước sau đó mình bỏ cái nước hạt sen vào trong cái yến và mình chưng thì cái này là uyên thi dùng hạt sen khô cho nên uyên thi cũng đã um, đã đã hầm hạt sen và uyên thi bỏ vào đây uyên thi chưng rồi nóng lắm thưa quý vị đó thì quý vị nhìn thấy nè cái hạt sen với cái yến đó, nó hòa chung với nhau nó cũng giống là thạch vậy đó nhưng mà cái yến nó sẽ chung với hạt sen và ở đây đó thì uyên thi nấu những cái loại như là um, um, kỹ tử nè táo tàu nè rồi nhân sâm nè rồi uh, những cái loại mà quý vị thấy là người ta hay dùng để người ta nấu sâm um, bổ lượng Tuy nhiên những loại bổ đó thưa quý vị mình nấu riêng một cái nồi mình dùng cái nước hạt sen đó mình nấu mình hầm riêng tại vì cái này mình không cần phải hầm cách thủy mình có thể nấu riêng ở trong cái nồi sau đó mình đổ vào trong cái thố và đương nhiên lúc mình nấu này mình có bỏ đường phèn vô nghe thưa quý vị rồi và bây giờ mình sẽ lấy cái 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 thố hạt sen này ra mình trút vô trong cái ra được rồi uh, rất là nóng thưa quý vị cái thành thô này rất là nóng nếu quý vị muốn ăn yến nhiều cho cha mẹ mình thì mình dùng cái nước này mình hòa vô trong nước yến này và giữ cái nước yến này ở đây cho nó ít còn nếu mà quý vị muốn làm giống như một cái nước mát cho cha mẹ mình uống chất lượng yến nó ít hơn một chút thì mình đổ yến của mình vô trong đây tại vì đây giống như một món chè yến này đó thưa quý vị đó và mình mình vớt hết những cái yến nó nhiều khi nó còn sót ở đây tại vì nó rất mắc tiền cho nên mình phải tráng cái ổ yến này đi tráng cái cái thố này để cho nó hết cái yến vào trong này wow Và như vậy là mình đã có một cái chè yến à uh, hầm chè chè yến uh, chân với hạt sen cũng như là nó giống như một cái nước uh, nước mát vậy thưa quý vị nhưng mà nó rất là bổ dưỡng cho cha mẹ mình dùng. Mình có thể ăn nóng như vậy. Và nếu mà quý vị nào mà muốn hầm gà ác á, mình bỏ chung vô gà ác nhưng mà mình đừng bỏ đường phèn. Mình bỏ một chút xíu muối thôi thưa quý vị. Rồi quý vị để nguyên một cái thố như vậy mình để vào trong một cái nồi mà cái nồi lớn một chút hoặc là mình bỏ vào trong một cái nồi bự mà mình chưng bằng cái cách thủy nước giống như vậy chứ mình không có chưng trên cái 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 sửng như vậy và mình chưng cho tới khi nào mà cái con gà ác đó nó mềm rụt mình mang ra mình kêu là yến chân gà ác rất là dễ phải không thưa quý vị đó là cái căn bản để quý vị chưng y ổ yến để mà mình 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 chân cho cha mẹ mình ăn còn nếu mà đơn giản simple chỉ muốn chân yến với đường phèn cho cha mẹ mình nguyên chất như vậy thì ăn nguyên chất nhưng mà nếu mà ăn hoài thì cũng ngán thì nó quý vị phải chế biến chè yến hoặc là cháo yến hoặc là yến chân với thịt gà ác hoặc là chim bồ câu hoặc là chim cút hoặc là yến chân thịt dê yến chân quý vị thích ăn cái gì thì chúng ta chân nhưng mà lựa những cái loại nào nó mát đừng có cái loại mà nó nóng quá thì ăn nó sẽ không ảnh hưởng sức khỏe cho cha mẹ mình Mà đương nhiên mình cũng nên hỏi những người chuyên bán về thuốc bắc để mình biết là những cái loại nào nó không thích hợp với yến và ở đây uyên thi giải thích sơ về cái yến huyết thưa quý vị là yến loại mà người ta kêu là cái máu cái 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 yến nằm nó nhả ra cái máu của nó đó rồi nó thành thành những cái tổ như vậy thay vì nào hồi nãy uyên thi đưa cho quý vị coi đó là cái tổ yến này nó trắng là nước miếng của con chim yến nhưng mà Đôi khi nó nó khạc ra cái máu của nó ở trong cổ của nó ra đó thì nó ra thành một cái màu đỏ. Cái yến nó là màu đỏ và cái yến này nó rất là mắc bởi vì rất là khó tìm. Không biết bao nhiêu triệu triệu con chim hoặc là bao nhiêu triệu triệu cái tổ nhưng cái cái, cái tai yến như vậy thì nó mới có được một hai cái 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 yến huyết đó, cho nên cái yến huyết đó người ta rất là dễ làm giả. À, cho nên quý vị mà mua quý vị phải cẩn thận thật là kỹ khi mà quý vị mua yến huyết quý vị phải bắt người ta bảo đảm khi tôi ngâm ra nó không ra màu hoặc là nó không bị tan đi thành sợ thành 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 nước thì tôi mới chịu trả tiền hoặc nếu mà chúng tôi mua đồ giả thì trả tiền lại thì như vậy quý vị mới không sợ mất tiền bởi vì yến huyết nó mắc gấp mấy lần yến này luôn và nó rất là bổ mà Uyên Thị không biết là nó bổ như thế nào nhưng mà mình chỉ biết từ xưa đến giờ vua chúa ăn yến và bây giờ những người có tiền đều chân yến để ăn giữ gìn sức khỏe của họ và ngay bản thân của những người con có hiếu thường mua yến để cho cha mẹ mình dùng đó là vì uh, mình nghĩ tới uh, cha mẹ già cũng như sức khỏe của cha mẹ mình tiền bạc nó là chuyện nhỏ thưa quý vị và nếu quý vị nào muốn uh, làm quà cho cha mẹ mình trong dịp xuân năm nay thì xin quý vị hãy gọi ngay cho home uh, set à, set home binh thưa quý vị một tám bảy bảy sáu hai bảy bốn sáu bảy bảy để quý vị có thể tìm mua được những cái hộp yến như vậy. Mình biếu cho bố mẹ mình, mình biếu cho bố mẹ chồng hoặc là mình mua về mình tự mình chưng rồi mình mang những cái tô yến như vậy đến cho cha mẹ mình dùng. Đó là một trong những cái cách để chúng ta có thể báo hiếu trong dịp xuân này và uyên thi đài truyền hình à, chương trình bếp nhà ta nấu à, gửi đến quý vị cái món yến để làm một cái lời cảm ơn đến tất cả quý khán giả đã thương yêu chương trình bếp nhà ta nấu trong suốt những năm vừa qua và năm nay nhân dịp xuân về thì uyên thi xin kính chúc đến tất cả các vị trưởng thượng, các quý vị um, um, cao niên được nhiều sức khỏe cho dù là ăn yến hay không ăn yến thì quý vị cũng vẫn khỏe để sống với con cháu và chúc các quý vị nào có cha mẹ già sẽ ăn nên làm ra kiếm bằng gấp 5, gấp 10 lần năm ngoái để cùng mua long phụng yến để làm quà cho cha mẹ mình trong dịp xuân này hoặc là để mình có thể nấu những cái tô yến kêu là người ta kêu là những cái loại mà đắt tiền để cho cha mẹ mình dùng thưa quý vị và yên thì cũng cảm ơn đến các cơ sở đã bảo trợ cho chương trình bếp nhà ta nấu là công ty thực phẩm quốc việt và cà phê cáp vina một tám sáu sáu quốc việt hoặc là một tám sáu sáu bảy tám sáu hai tám bốn ba À, công ty Prom, sản phẩm à, mầm sữa của gạo lứt bioma 2 Quý vị có mọi thắc mắc xin gọi 7143912128, 7147758307. 8307 Đây là một sản phẩm mà cũng để cho quý vị có thể mua biếu cho cha mẹ mình trong cái dịp xuân về Hòa Bình Supermarket, 714 chín Quý vị có thể gọi lại đây để order các loại à, dưa món, củ cải, củ kiệu à, trong cái dịp Tết này thưa quý vị À, và ở đây uyên thì bảo đảm những cái loại dưa món rất ngon uyên thi làm được nhưng mà nhiều khi cực quá uyên thi cũng ra đây mua thưa quý vị nước mắm Red Boat phú quốc thưa quý vị nước mắm làm tại hạ tại phú quốc uyên thi đã về đó rồi và uyên thi đã thăm cái hãng nước mắm này rồi hiệu là Red Boat và quý vị biết nhiều cái chai nước mắm để tên là Phú Quốc nhưng mà lại làm ở bên Thái Lan chứ không phải làm ở Phú Quốc mà nước mắm Phú Quốc của mình đã nổi tiếng bao nhiêu năm nay thì nếu quý vị nào muốn ăn nước mắm nhỉ chính gốc làm tại Phú Quốc xin quý vị hãy lựa ngay cái hiệu Red Boat và đây là loại nước mắm kêu là Extra version Fish Sauce thưa quý vị là cái nước đầu tiên nếu quý vị nào muốn tham khảo về hãng nước mắm Phú Quốc làm tại Phú Quốc có hiệu là Red Boat xin quý vị vào website là www redboatfishshop.com hoặc là quý vị gọi số phone 925 858 0508 925 858 0508 để gọi order gửi biếu cho cha mẹ mình hoặc gửi biếu cho bạn bè ai cũng cần nước mắm hết và nước mắm ngon nữa thưa quý vị rất là quý trong dịp xuân này. Cornerview Bakery 714 Uyên Thi Bistro 714 898 9889, Top Noodle Phở Restaurant 714 563 2222 và đệ nhất nước mía Viễn Tây 714 531 9801 là những cơ sở đã bảo trợ cho chương trình năm nay và à, uh, Uyên Thi chúc quý vị nấu những cái món yến này thật là ngon để à, uh, dâng lên cho cha mẹ mình trong dịp xuân này và kính chúc quý vị cũng có nhiều sức khỏe để lo lắng có sức khỏe mình mới phụng dưỡng được cha mẹ mình phải không thưa quý vị và có sức khỏe mình mới làm được nhiều tiền để mình mua yến cho bố mẹ dùng và một lần nữa xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau